Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và toàn thể các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu và em sống tại Cao Bằng. Hôm nay là ngày mùng 12 tháng 3 năm 2018. Thì nhà em có một số loại mặt hàng lan rừng về đấy ạ. Em xin được điểm qua các cái loại mặt hàng lan rừng của nhà em hôm nay. Loại thứ nhất em xin được giới thiệu đó là loại thứ nhất là giáng hương đuôi cáo. Loại thứ hai là nhất điểm hồng. Loại thứ ba là hoàng thảo kèn. Thì hoàng thảo kèn hôm nay em có hai loại, đó là hoàng thảo kèn rừng và hoàng thảo kèn hàng trồng vườn ạ. Loại tiếp theo là hải vệ nữ. Và tiếp theo nữa, đây là cái sơn thủy tiên ạ. Và vanda, trầm tím, hoàng thảo hương vani và hạc vĩ ạ. Sau đây em xin được giới thiệu chi tiết từng loại mặt hàng và giá của từng loại tới tất cả các cô chú, anh chị và toàn thể các bạn. Thì cái loại đầu tiên nhất em xin được giới thiệu đó chính là hạc vĩ. Đây chính là hạc vĩ Bắc. Và đây hàng, tình trạng hàng thì rất là đẹp. Cái hạc vĩ này thì cây không dài lắm. Tuy nhiên thì cái hoa thì rất là sai ạ. Đây ạ, các cô chú anh chị có thể cùng xem. Đây là một cái thân hạc vĩ. Đây ạ. Đấy, thân hạc vĩ ạ, hoa thì rất là sai luôn. Đây, đoạn gốc đây ạ. Thì hoa bắt đầu từ những cái đốt rất là sát gốc này lên. Đây, và tít lên trên này. Đấy, hoa rất là sai như thế. Cả những cái thân có hơi ngắn hơn ạ. Đây ạ. Thế nhưng mà hoa thì rất là sai. Hàng này thì em thấy là ít bị dập gãy. Hàng rất là đẹp và mập. Thân ít bị dập gãy. Cái hàng này em bán giá là 250.000 một kg. Và hàng này là 100% thân hoa. Và cũng đang nụ rất là sai chi chít ạ. Thân rất là mập. Đây, hàng thân rất là mập luôn ạ. Đây, hàng không dài lắm nhưng thân rất là mập. Và đặc biệt là hoa rất là sai. Thân rất là đẹp như thế này. Cái hàng này em xin nhắc lại giá một lần nữa là giá là 250.000 một kg ạ. 1 kg thì các cô chú anh chị và các bạn cũng đã được một giò hoa rất là đẹp, được rất là nhiều thân hoa rồi ạ. Tại vì là hàng này là hàng toàn thân hoa chứ cũng không có thân giả. Loại tiếp theo em xin được giới thiệu đó là hoàng thảo kèn ạ. Đây, hoàng thảo kèn mùa này thì đang nhú hết ký mầm gốc lên như thế này rồi ạ. Các cái mầm gốc thì đang bắt đầu nhú lên và đang nụ thì rất là sai. Đây. Và một số thì đây, một số cái thì đã ra hoa như này rồi ạ. Đây ạ. Màu hoa thì cũng rất là đẹp. Mặt hoa rất là xinh ạ. Đây ạ. Đây là hoa của hoàng thảo kèn. Màu tím rất là đẹp ạ. Hoàng thảo kèn hôm nay thì mọi phiên em vẫn bán là giá 900, nhưng mà hôm nay thì em nhập có được rẻ hơn một chút nên là em sẽ bán giá là 800.000 một kg. Đây là hàng trồng ạ, 100% thân hoa nhé. 1 kg sẽ được rất là nhiều thân hoa luôn ạ. Đây, các cái mầm gốc đang trồi lên rất là khỏe như thế này rồi ạ. Rất là đẹp rồi ạ. Đấy, hoa thì các cái nụ hoa thì cũng đảm bảo là có thể chơi được hoa. Còn khá là nguyên vẹn ạ. Tiếp theo đây là hoàng thảo kèn rừng ạ. Thì cái hoàng thảo kèn rừng thì nó có cả thân già và cả thân hoa. Đây, hoàng thảo kèn rừng cũng đang nụ như thế này. Đấy, hàng cũng rất là đẹp. Thì cái hoàng thảo kèn rừng này thì nó không dài như là cái hàng trồng ở vườn đâu ạ. Tại vì là ở rừng cái môi trường thì là ít dinh dưỡng hơn nên là nó không được mập mạp như là cái hàng họ trồng ở vườn. Thế nên là 1 kg thì cũng được, mặc dù là có thân già, thế nhưng mà cũng được rất là nhiều thân hoa. Rất là nhiều thân hoa. 1 kg cái số thân hoa có thể
lên đến là trên 20 thân hoa. Đấy. Có cái có một có bác lấy cái hoàng thảo kèn rừng này về thì cái có được cái một bông hoa rất là to luôn ạ. Hoa to đến 9 sen. Đấy, bác ấy có quay clip và gửi lại hình ảnh cho em xem thì hoa rất là đẹp. Cái hoàng thảo kèn rừng. Cô chú anh chị nào mà muốn quay xổ số cái mặt hoa thì có thể lấy cái hoàng thảo kèn rừng này ạ. Có thể được những cái bông rất là đặc sắc hoặc là những cái bông rất là những bông đột biến rất là giá trị ạ. Đấy. Là hoàng thảo kèn rừng. Thì cái hàng kèn rừng thì nó cũng sẽ không tránh khỏi một số là bị dập gãy như thế này ạ. Không tránh khỏi đâu ạ. Thế tuy nhiên thì những cái phần mà bị gãy thì khi mà em gửi đi, hàng đi thì em sẽ cắt những cái phần gãy đi. Tuy là gãy nhưng mà mầm gốc, các cái mầm gốc thì nó vẫn cứ đảm bảo ạ. Thì khi mà nó gãy cao chẳng hạn, đây, ví dụ như là nó gãy cao như thế này ạ. Đây, và các cái mầm gốc thì bây giờ đang nhú lên như thế này. Và hàng gãy cao như thế này, vẫn đảm bảo là có hoa và đảm bảo về mầm gốc. Đấy, thì cái hàng kèn rừng, hàng rừng ấy, do vận chuyển và khai thác thì cũng không thể tránh khỏi những cái sự gãy dập một chút về cái thân đâu ạ. Thì cái hàng này em bán giá là 1.100.000 1 kg ạ, 1.1 triệu 1 kg ạ. Tiếp theo đây là giáng hương đuôi cáo ạ. Đây là cái lô giáng hương đuôi cáo lá xếp rất là đẹp. Đây ạ, những cái cây lá xếp rất là đẹp như thế này. Đây. Đây ạ, hàng lá xếp rất là đẹp. Đấy, cũng có những cây thì không xếp thẳng như thế. Cũng có cây không được xếp thẳng. Đây ạ, ví dụ như cái cụm này. Đây, cái khóm này là cây xếp cong ạ. Đây là cây xếp cong hay là xếp lưng. Tuy nhiên thì đây. Các cô chú anh chị có thể cùng xem cái cây này. Mặc dù là cây xếp cong nhưng mà cái hoa của nó thì rất là tuyệt vời. Đây là cái khóm này gồm có 2 cây ạ. Đây, cái khóm này gồm có 2 cây thôi. Nhưng mà năm ngoái thì đây, cái số vòi hoa của nó lên đến 4 vòi hoa, có nghĩa là mỗi một cây có 2 vòi hoa mà hai mỗi một vòi hoa rất là dài như thế này. Đấy, rất là đẹp như thế này ạ. Đấy. Có hai ngọn thôi ạ. Nhà mỗi một ngọn lại có 2 vòi hoa, đây là cái cây xếp cong nhá. Đây ạ. Đấy, rất là đẹp như thế này. Đấy, cái chỗ hàng này em bán giá là 250.000 1 kg ạ. Hàng xếp rất là đẹp này, em bán giá 250.000 1 kg nhé. Có cả cây mẹ con, cây xếp thẳng và cũng có những cây xếp cong một chút, nhưng mà đảm bảo là hàng rất là đẹp. 250.000 1 kg ạ. Hàng họ vừa khai thác về nên là có nhìn vẫn còn ẩm đấy ạ. Còn đây, đây cũng là hoàng thảo kèn ạ. Đây ạ, cái mặt hoa tím rất là đẹp đấy ạ. Đấy, hoa rất là xinh này, hoàng thảo kèn ạ. Và bên này là sơn thủy tiên ạ. Đây, sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì ý hiện tại thì một số cây đang có nụ và một số cây thì vẫn chưa nụ ạ. Đây, và cái mặt hoa của sơn thủy tiên là hoa chùm rất là đẹp. Hoa chùm và cánh sáp nở lâu tàn và có hương thơm. Sơn thủy tiên ạ, nhìn rất là giống hoàng lạp, tuy nhiên thì cái mặt hoa nó sẽ bền hơn và hoa đẹp hơn ạ. Sơn thủy tiên em bán giá là 250.000 1 kg. Hàng rất là đẹp ạ. Dạ, cũng có những cái cụm nó nhỏ nhỏ như thế này. Trồng vào chậu thì nhìn cũng rất là xinh. Cũng có những cái cây nó lớn hơn. Dạ, cây lớn hơn. Hoặc là cũng có những cái rễ khá là to như thế này. Đây. Dạ, rễ này cái mầm hoa lên rất là mọc lên rất là khủng như này. Hàng sơn thủy tiên ạ. Giá là 250.000 1 kg ạ. Còn bên này là Vanda. Đây, Vanda. Vanda thì có mùi hương rất là thơm ạ. Cái mùi hương của Vanda thì cực kỳ thơm. Đấy, đây là cái lô Vanda của ngày hôm nay. Thì trời hơi tối nên là cái màu sắc nó không nhìn không được đẹp lắm. Cái lô Vanda này em bán giá là 150.000 1 kg ạ. Hoa rất là lâu tàn và mùi hương thì rất là thơm ạ. Còn bên này
là chầm tím. Đây, chầm tím. Chầm tím thì cái lô này em thấy là nó rất là đẹp ạ. Đây, các cái mầm gốc bây giờ bắt đầu cũng đang lớn dần lên rồi ạ. Cái hàng này em thấy đẹp ở chỗ là thứ nhất là cái thân chầm rất là khỏe. Thứ hai là nó cái đặc biệt là cái thân già ít. Để cái lô chầm này em thấy là cái thân già khá là ít. Đây, ví dụ như này. Đấy, và bây giờ thì hiện tại bây giờ là các cái mầm hoa bắt đầu là nứt ra rồi đấy ạ. Ghép cái thời điểm bây giờ thì ghép chầm bây giờ là rất là cái thời điểm rất là hợp lý. Để cái lô chầm này em thấy rất là đẹp vì là cái thân hoa thì rất là nhiều. Hàng rừng thì cũng không thể tránh khỏi là một số bị dập gãy ạ. Chầm hôm nay em bán giá là 1 triệu 1 kg. Là 1 triệu 1 kg như những phiên trước nhé. Hàng rất là mập đẹp. Một cái thân hoa rất là to như thế này em bị rời ra. Rất là dài. Khoảng 40 cm ạ. Có những thân dài đến 40 cm. Hàng rất là đẹp. Còn bên này em có 3 giò vanda nguyên bản ạ. Đây, giò này hoa vừa mới hoa xong và hoa đã tàn rồi ạ. Giò này có 2 ngọn này. Giò này có một ngọn xếp này. Đây là chắc là vanda hương chanh ạ. Nên là nó hoa nó sẽ nở sau. Đây, giò này chắc là vanda hương chanh, còn bên này là vanda nâu thì hoa đã nở. Đây là vanda hương chanh thì hoa nó sẽ nở muộn hơn một chút. Đây, cái giò bên này có 2 ngọn là vanda nâu đã nở hoa. 3 giò này em bán giá là 250.000 ạ. Cả 3 giò là 250.000. Đây, em có một cái bụi vanda rất là to ạ. Đây ạ, một cái bụi vanda rất là khủng. Đây, cực kỳ khủng luôn ạ. Thì cái bụi vanda này em bán giá là 450.000 nhá. Đây là một bụi. Trước đây thì đây ạ. Cái phần gốc của nó thì như thế này ạ. Nó cũng hơi rời rời rồi nhá. Chứ nó không phải là trung gốc tại vì là nó mọc lâu quá. Đây cũng có những cái thân là trung gốc nhá. Cũng nhưng mà những có những cái thân thì nó cũng đã bị rời ra rồi. Tại vì là nó mọc quá lâu rồi đấy ạ. Đây ạ. Chung một bụi như thế này. Em xin nhắc lại giá là 450.000 ạ. Rất là khủng luôn ạ. Đây. Đây là hoàng thảo hương vani ạ. Hoàng thảo hương vani. Cái chỗ này thì em bán giá là 300.000 1 kg. Thì hoàng thảo hương vani bây giờ cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi đấy ạ. Các cái mắt hoa bây giờ cũng đang bắt đầu sưng lên rồi đây. Cái hương vani này thì cái mùi hương rất là thơm ạ. Đây, các mắt hoa bây giờ cũng đang bắt đầu chuẩn bị sưng lên rồi. Đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi nhé. Cái hương vani này thì rất là mập mạp. Thân rất là mập mạp ạ. Giá là 300.000 1 kg. Và ở đây em có một số cái dề cáo. Đây, cái dề em xin giới thiệu cái dề cáo đầu tiên nhất. Rất là to ạ. Đây ạ. Rất là to và rất nhiều gọn ngọn. Và cái phần rễ của nó thì đây là cái dề trung gốc ạ. Rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp này. Cái dề này hoa năm cũ thì cũng rất là sai. Dề này em bán giá là 900.000 ạ. Rất là nhiều ngọn và các ngọn thì rất là to ạ. Đây. Và hoa năm cũ thì cũng rất là sai nhá. Dề rất là to đẹp. Giá 900.000. 900.000 cho cái dề này. Rất là đẹp ạ. Chuẩn bị đến mùa hoa đuôi cáo rồi đấy ạ. 2 tháng nữa thôi. Giờ là cũng đang chuẩn bị sắp nhú nụ rồi đấy ạ. Và cái dề này. Đây. Dề này là một mẹ và mấy con ạ. Dề này em bán 150.000 nhá. Rất là rẻ này. Đấy, 150.000 cũng rất là đẹp. Đây, cái dề tiếp theo. Một mẹ và hai con xếp thẳng. Đây, một mẹ hai con xếp thẳng nhá. Đây là cây con ạ. Đây, cây mẹ đây ạ. Một ngọn mẹ và hai ngọn con. Cái này em cũng bán giá là 150.000 ạ. Và dề này. Đây. Dề này có tất cả là 5 ngọn. Đây là hoa của năm cũ, rất là nhiều hoa đây ạ. Hoa năm cũ rất nhiều hoa đây. Cái dề này em bán giá là 250.000 ạ. Đây nhá, dề này. Thôi ạ, cái
Cái dây này em bán giá 200 ạ. Đây, dây này em bán giá 200 nhá. Hoa năm cũ rất là sai. Đây cái dề này. Dề này các ngọn rất là to nhá. Đấy, rất là đẹp này. Dề này em bán giá là 250.000 ạ. Đây ạ. 250.000 dề này. Và đây em có hai ngọn cáo hoa sâm nhánh. Đây ạ. Đây là một ngọn hoa phân nhánh này. Cái ngọn này thì năm ngoái không phân nhánh nhưng mà hoa năm kia thì phân nhánh đấy ạ. Cả hai ngọn này em bán giá là 300.000. Tổng cả hai ngọn nhá là 300.000 ạ. Và đây là chỗ sóc. Sóc này, chỗ còn lại này em sẽ bán giá là 150.000 một kg ạ. Và hài, và đây là hài thì cái hài hôm nay thì em sẽ bán giá là đây, hiện tại thì đang nụ đấy ạ. Đấy, cái hàng này em bán giá là 120.000 một kg ạ. Đấy, hàng hiện tại là đang nụ, chuẩn bị hoa rồi. Đây là hài vệ nữ. Đây, đang mèo nụ đây ạ. Đây ạ. 120.000 một kg. Đây, và bên này là cái nhất điểm hoàng ạ. Nhất điểm hoàng này hiện tại cũng đang nụ nhá. Đây ạ. Đang nụ ạ. Đấy, hàng đang nụ. Thì em có thể cho cô chú và anh chị cùng xem cái mặt hoa của nhất điểm hoàng này. Đây là cái hoa của một anh bạn khách gửi hình hoa này cho ạ. Em thấy rất là đẹp. Đây ạ. Nhất điểm hoàng ạ. Em thấy hoa rất là đẹp luôn ạ. Cực kỳ xinh. Em rất là yêu ạ. Đây, đây là cái nhất điểm hoàng nhá. Nhất điểm hoàng hôm nay thì cái lá nó có hơi vàng một chút. Và cái hàng này thì em sẽ bán giá là 100.000 một kg ạ. Đấy, hàng hiện tại thì đang nụ. Đấy là tất cả những cái mặt hàng lan của nhà em hôm nay. Thì rất mong tất cả các cô chú, anh chị và các bạn sẽ ủng hộ cho hàng lan của nhà em ạ. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các cô chú, anh chị và toàn thể các bạn. Và xin lỗi là em xin được nhắc cái số điện thoại liên lạc của em ạ. Số điện thoại liên lạc của em là 0169616604 ạ.